Thúy Nga là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ và cũng đã có rất nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc. Với nhịp sống hối hả và guồng quay công việc hiện nay thì rất nhiều người bị rơi vào những tình trạng áp lực và căng thẳng, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta bị căng thẳng kéo dài, stress kéo dài thì sẽ rất dễ dẫn đến những căn bệnh về thần kinh, đơn cử như căn bệnh suy nhược thần kinh. Nghe thì có vẻ căn bệnh này không có nhiều mối nguy hiểm lắm, nhưng thực tế nếu như ta không điều trị căn bệnh suy nhược thần kinh thì nó có thể dẫn đến những hệ lụy vô cùng nguy hiểm và thậm chí còn có rất nhiều trường hợp dẫn tới tử vong. Vâng, để điều trị căn bệnh này thì có rất nhiều phương pháp, nhưng video ngày hôm nay thì Nga sẽ chia sẻ đến bạn một sản phẩm mà Nga nghĩ rằng khi bạn sử dụng thì nó vô cùng hiệu quả, đơn giản, dễ dàng, bạn có thể sử dụng ngay tại nhà để điều trị cho mình căn bệnh suy nhược thần kinh. Đó chính là sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh. Vâng, nó còn có tên là Kiện Não Hoàn. Đây là một trong những sản phẩm rất nổi tiếng của hãng Quang Đông Hàn Quốc mà gần đây rất nhiều người đã tìm kiếm và sử dụng để điều trị bệnh cho mình. Trước tiên thì Nga xin trả lời bạn rằng căn bệnh suy nhược thần kinh chúng ta có thể điều trị khỏi được nếu như chúng ta tháo gỡ được 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là tháo gỡ vấn đề nguyên nhân gây ra căn bệnh suy nhược thần kinh. Và một số những nguyên nhân được kể đến đó là những người mắc những căn bệnh mãn tính như loét dạ dày, xơ gan, vân vân. Và khi chúng ta mắc những căn bệnh mãn tính thì cơ thể sẽ mệt mỏi, gây ức chế thần kinh. Và những người mà gặp những biến cố lớn trong cuộc sống hay là bị sang chấn tâm lý khi mất người thân, mất của đột ngột, làm việc trong môi trường căng thẳng, áp lực kéo dài thì cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới căn bệnh suy nhược thần kinh. Giải quyết được những nguyên nhân này thì chúng ta cũng sẽ cân bằng được cơ thể và có thể giải quyết được căn bệnh suy nhược thần kinh. Tháo gỡ vấn đề thứ hai đó chính là giải quyết cơ chế bệnh sinh. Tức là đối với người đau đầu, mệt mỏi, mất ngủ thì chúng ta sẽ điều trị để lấy lại được giấc ngủ ngon, không bị đau đầu nữa thì cũng sẽ giải quyết được vấn đề này. Nguyên nhân thứ ba đó là tháo gỡ những triệu chứng. Những triệu chứng như ví dụ như đau đầu thì ta sử dụng thuốc đau đầu, mất ngủ thì ta dùng thuốc mất ngủ. Khi mà những triệu chứng này mất đi thì căn bệnh suy nhược thần kinh cũng từ đó mà suy giảm dần. Vâng, và để tháo gỡ được ba vấn đề này thì chúng ta sẽ có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là phương pháp không dùng thuốc, tức là bạn có thể sử dụng như xoa bóp, bấm huyệt, tập dưỡng sinh khí công, hoặc có thể trò chuyện để giải tỏa tâm lý, thay đổi phong cách sống, môi trường sống. Bạn dễ dàng cân bằng lại cuộc sống của mình thì cũng có thể khiến căn bệnh suy nhược thần kinh suy giảm. Còn phương pháp thứ hai đó là phương pháp dùng thuốc. Nhưng đối với những người mà lạm dụng thuốc tây để sử dụng điều trị cho mình thì bên cạnh đó lại phải chịu những tác dụng phụ của thuốc tây để lại. Chính vì vậy, xu hướng hiện nay khi sử dụng thuốc để điều trị bệnh thì rất nhiều người đã tìm tới những sản phẩm có nguồn gốc thảo dược. Khi mà chúng ta sử dụng thì có hiệu quả điều trị bệnh rất cao nhưng lại không hề có tác dụng phụ. Và đây cũng là một trong những sản phẩm được đánh giá là hiệu quả và không những chỉ có thể điều trị được căn bệnh suy nhược thần kinh mà còn rất nhiều các bệnh lý khác. Với những thành phần được kể đến như đương quy, bạch thược có tác dụng bổ can huyết, làm huyết mạch bệnh nhân lưu thông tốt. Củ bạch chuột có tác dụng bổ tỳ, bổ khí. Vì khi bị suy nhược thần kinh, bệnh nhân thường mệt mỏi, chán ăn, thì bạch chuột làm cho bệnh nhân ăn uống tốt hơn, cảm thấy người khỏe mạnh, có sức sống hơn, có khả năng hoạt động tốt hơn. Thành phần cam thảo có tác dụng bổ khí, điều hòa hoạt động của các vị thuốc, giúp cho các vị thuốc phối hợp với nhau. Thành phần củ hoài sơn, điều hòa âm dương, bổ trợ cho hệ tiêu hóa. Vâng, còn rất nhiều các thành phần khác nữa được kết hợp trong bài thuốc và điều chế ra thành viên An Cung Ngư Hoàng Hoàn, giúp cho bạn dễ dàng sử dụng và khi sử dụng một thời gian thì bạn sẽ cảm nhận thấy sức khỏe của mình được cải thiện một cách rất rõ rệt và các triệu chứng gây bệnh thì dần dần biến mất. Và đó chính là lý do tại vì sao mà sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh lại được nhiều người tin dùng đến như vậy.
Và gần đây thì Korea Shop cũng vừa mới nhận được tin nhắn của một khách hàng ở thành phố Nam Định có gửi đến cho Korea Shop như sau. Em Quang Huy ở thành phố Nam Định, mình đang dùng album ngư hoàng hoàn mục màu xanh Hàn Quốc, thấy rất hiệu quả. Dùng phòng thôi vì do mình thường xuyên làm việc căng thẳng, áp lực. Từ đợt uống thì thấy người khỏe hơn, cũng không đau đầu và hết nhức mỏi chân tay. Tuy nhiên, trước khi uống mình cũng tham khảo liều dùng của các chuyên gia rất kỹ về sản phẩm. Mình thấy chuyên viên tư vấn sản phẩm của Korea Shop 24 giờ rất tận tình, kiến thức chuyên môn sâu và chăm sóc khách hàng chu đáo. Cảm ơn Korea Shop rất nhiều vì thời gian đó đã chia sẻ sản phẩm tốt cho tôi. Vâng, chúc mừng anh Quang Huy vì sau khi sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn, anh đã có được sức khỏe tốt hơn. Và hàng ngày thì Korea Shop nhận được rất nhiều những tin vui của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm và có phản hồi lại để giúp cho Korea Shop điều chỉnh được cách phục vụ làm sao cho tốt nhất, giúp cho khách hàng hài lòng khi đến với Korea Shop 24 giờ. Và tất cả những sản phẩm mà Korea Shop 24 giờ gửi đến bạn chắc chắn là những sản phẩm chất lượng và giúp cho bạn có lại được sức khỏe của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc này thì bạn hãy truy cập vào địa chỉ trang web mà Nga đã để sẵn dưới phần mô tả video này. Hãy truy cập vào trang web Korea Shop 24 giờ và liên hệ với chúng tôi qua phần chat online. Chúng tôi sẽ tư vấn, trò chuyện và giúp cho bạn có thể tìm được ra phương pháp điều trị bệnh của mình, giúp cho sức khỏe của bạn tốt hơn. Hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline 0979 149 256. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.